Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vừa cứu sống một bệnh nhân Đỗ Văn Tuấn, 37 tuổi, trú tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, bị ngừng tuần hoàn 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Khai thác tiền sử bệnh cho thấy bệnh nhân Đỗ Văn Tuấn bị hen phế quản từ nhỏ và thường xuyên uống rượu trong nhiều năm. Các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp vi tính và xét nghiệm khí máu để làm rõ nguyên nhân bị ngừng tuần hoàn. Kết quả cho thấy người bệnh bị tràn khí màng phổi hai bên và xuất hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng. Sau 24 giờ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định hơn và có nhận thức trở lại. 6 ngày sau điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo, thở tốt, huyết áp bình thường, hết tình trạng toan chuyển hóa, không còn khí màng phổi hai bên nên được cai máy thở, ống nội soi khí quản, ống dẫn hơi màng phổi và được chuyển lên khoa nội tổng hợp tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện tại, người bệnh đã có thể giao tiếp bình thường, ăn uống đường miệng, vận động tốt, không để lại di chứng đáng kể nào và đã được xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị và hồi sức liên tục.